2, 1, viết. Anh Dũng. Trong phim thì Trinh đảm nhận vai trò Trang. Trinh cảm nhận được cái nhân vật Trang trong phim này có một số tính cách rất là tương đồng với Trinh ở bên ngoài. Trang có một cái tính cách rất là mạnh mẽ, sống rất là tự chủ và rất là độc lập ở tính cách của mình. Khi mình lại sinh ra một cái ý tưởng như thế này á, là việc nghĩ ngay đến Ngọc Trinh liền. Tại vì cái vai diễn này là nghĩ không ai khác phù hợp hơn là Ngọc Trinh. Mặc dù là không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhưng mà Ngọc Trinh được cái là tiếp thu rất nhanh. Ra hiện trường á, mình nói sao là Ngọc Trinh diễn đúng như đúng ý đạo diễn liền. Thật ra trước khi đến với bộ phim này, Trinh đi học một khóa diễn xuất ngắn hạn để cho mình có cái sự chuẩn bị cho bộ phim mới này. Tại vì đây là một cái nhân vật mới khác hẳn hoàn toàn với bộ phim mà em sáng mà Trinh tự đóng và là chính mình. Thì nói về chị Ngọc Trinh thì Diệu Nhi cũng đã có vài lần hợp tác với chị Trinh ở những cái game show rồi. Khi mà tham gia một bộ phim này một tháng chung với nhau rồi ăn uống ở trên đoàn, trò chuyện và tâm sự với nhau thì bản thân Diệu Nhi thấy là mặc dù là một diễn viên tay ngang thôi nhưng mà ở chị Ngọc Trinh thì cảm thấy là có một cái sự cố gắng rất là nhiều. Thật sự là chị Ngọc Trinh rất là tiến bộ. Chị Trinh vẫn hay hỏi ồ khúc này chị diễn được không này kia, và khi mà Nhi góp ý này kia thì chị Trinh cũng vui vẻ. Nhi với anh La Thành với lại chị Ngọc Trinh là phối hợp với nhau rất là ăn ý. Khi đến bộ phim này thì Trinh cũng biết được là mình sẽ làm việc với chị Việt Hương, chị Lê Giang cũng như là anh La Thành và Diệu Nhi. Thì Trinh coi đó là một cái thử thách cũng như là một cái chút áp lực. Trinh phải tự chủ với bản thân mình là phải cố gắng hết sức để có thể hòa nhập được cái nhịp diễn cũng như là cái nhịp làm việc của mọi người. Khi mà diễn xuất chung với nhau á, Diệu Nhi, La Thành hay là chị Việt Hương chỉ dẫn cho Trinh rất là nhiều và tiếp xúc cho Trinh rất là nhiều và đẩy cảm xúc cho Trinh rất là nhiều. Nên là Trinh cảm thấy rất là vui khi mà được hợp tác diễn xuất chung với mọi người.